Tiếng Tỳ Ly Gia Ba La Mật. Tỳ Ly Gia cũng là Phạn ngữ, Trung Hoa dịch là Tinh Tấn, và đây là độ thứ tư trong lục độ. Có người hiểu lầm đức tinh tấn này là tinh tấn hướng theo ngoại đạo, nhưng kỳ thực người chân chánh hiểu rõ tinh tấn thì phải tinh tấn hướng về Phật pháp. Nếu hướng theo ngoại đạo mà tinh tấn thì đó chỉ là tu khổ hạnh một cách vô ích mà thôi. Ở Ấn Độ có rất nhiều tà phái ngoại đạo. Có phái ngoại đạo chủ trương không ăn cơm mà chỉ ăn cỏ, bắt chước các hành vi của loài trâu, trì giữ ngưu giới, tức là giới trâu. Có phái ngoại đạo thì đời sướng học theo những hành vi, động tác của chó và trì cẩu giới, tức là giới chó. Việc gì chó không làm thì họ không làm, thức nào chó không ăn thì họ cũng chẳng đụng đến. Chỉ những thức nào chó chịu ăn thì họ mới ăn mà thôi. Đó gọi là ngưu cậu giới, tức là giới trâu, giới chó. Lại có phái ngoại đạo thì đề xướng việc ngủ trong đống tro. Thân thể con người vốn đã không được sạch sẽ rồi, vậy họ thì sao? Họ lại còn bôi tro lên khắp mình mẩy, cho nhiều bụi bặm thêm, rồi cứ vùi thân trong tro trong bụi mà bảo đó là tu hành. Ngoài ra còn có phái ngoại đạo đưa ra chủ thuyết rằng tu hành thì phải chịu khổ. Chịu khổ như thế nào? Phải nằm ngủ trên giường đinh để chứng tỏ rằng mình có khả năng chịu đựng sự đau đớn về thể xác, có thể thực hành mọi khổ hạnh. Trên đây là một vài thí dụ điển hình trong vô số khổ hạnh tự hành hạ thân xác một cách phi lý và vô ích của các phái ngoại đạo. Những kẻ ấy tự cho rằng họ rất tinh tấn dụng công, kỳ thực đó chỉ là một thứ tinh tấn của tà tri tà kiến, chứ không phải của chánh trì chánh kiến. Cho nên thứ tinh tấn ấy chẳng có ích lợi gì cả. Chúng ta hãy tinh tấn về mặt thiện pháp, chứ đừng nên tinh tấn về mặt ác pháp. Nếu quý vị áp dụng sự tinh tấn vào ác pháp thì đó là đi ngược với đạo và quay lưng lại với đạo vậy. Đối với thiện pháp, tinh tấn tức là chăm chỉ lạy Phật, tụng kinh, lễ sám, niệm Phật. Đó là nói về thân tinh tấn, tức là sự tinh tấn của thân. Rồi kế đến là tâm tinh tấn, sự tinh tấn của tâm. Thế nào gọi là tâm tinh tấn? Tức là trong lòng thời thời khắc khắc đều nhớ đến việc tu hành, niệm niệm không quên siêng năng tu tập thiện pháp, lúc nào cũng hăng hái tu hành tinh tấn ba la mật, chẳng quản mệt nhọc. Nếu quý vị chân chánh tu học Phật pháp, tức quý vị sẽ không cảm thấy mệt mỏi, cũng chẳng thấy đói và cũng không phải chịu đựng những phiền nhiễu ngoài ý muốn. Tại vì sao? Vì hễ quý vị tinh tấn thì sẽ không thấy có thứ cảm giác uể oải chán nản đó nữa. Nếu quý vị biếng nhác thiếu tinh tấn thì rất dễ sanh nhiều tật xấu, lại thường cảm thấy mệt mỏi, xuống tinh thần, chỉ muốn đi ngủ cho khỏe thân mà thôi. Tinh tấn là thước đo chủ yếu xem mình dụng công như thế nào. Vậy ở mọi nơi mọi lúc chúng ta đều phải siêng năng tu hành thiện pháp, như thế mới gọi là tinh tấn ba la mật. Trong khóa tu học vào mùa hè năm ngoái, lúc giảng kinh Lăng Nghiêm, tôi có đề cập đến bốn câu kệ mà người xuất gia cần phải khắc cốt ghi tâm. Khi Đức Phật còn trụ thế, các đệ tử xuất gia của Phật hàng ngày đều phải trì tụng bài kệ ấy, tuyệt đối không được sao lãng. Vì thế mà trong khóa hè năm ngoái, tôi đã đặc biệt đem ra giảng cho quý vị nghe.
Tôi thậm chí nhận thấy rằng những người có ý định muốn xuất gia cũng cần phải thuộc nằm lòng bốn câu đó, huống hồ là những người đã xuất gia. Quý vị lại càng không được quên bốn câu kệ ấy như sau: thủ khẩu nhiếp ý thân mạc phạm, mạc não nhất thiết chư hữu tình, dù ít khổ hạnh đương diễn ly, như thị hành giả khả độ thế. Nghĩa là gìn lời giữ ý, thân chớ phạm, chớ gây phiền não hại chúng sanh, khổ hạnh vô ích cần xa lánh, hành giả như thế khéo độ đời. Thủ khẩu nhiếp ý thân mạc phạm. Thủ khẩu có nghĩa là không nói năng một cách tùy tiện, cũng không tùy tiện phê đúng phê sai, nói cái này tốt bảo cái kia xấu, khen món nọ ngon chê thức kia dở, vân vân, mà phải giữ mồm giữ miệng, thận trọng từng lời ăn tiếng nói. Nhiếp ý tức là thâu nhiếp ý niệm lại, không để cho nó chạy đông chạy tây, không vọng tưởng diễn dông, không nghĩ ngợi lăng xăng. Thân mạc phạm có nghĩa là thân không phạm giới, từng giây từng khắc chúng ta nhất định phải luôn luôn tự nhắc nhở chính mình rằng mình là người xuất gia, dứt khoát không được vi phạm giới luật quy củ. Đó gọi là thủ khẩu nhiếp ý thân mạc phạm vậy. Mạc não nhất thiết chư hữu tình, chúng ta không nên quấy nhiễu não loạn chúng hữu tình, tức là chúng sanh, chẳng riêng gì đối với con người mà ngay cả đối với một con vật cũng vậy. Nếu quý vị làm cho nó giận dữ, tức là quý vị không đúng rồi. Phàm là người xuất gia thì chớ nên gây phiền não cho mọi chúng sanh. Vô ích khổ hạnh đương diễn ly. Đối với 12 hạnh đầu đà thì chúng ta nên thực hành, nhưng đối với những khổ hạnh không có ích và không khế hợp với Phật Pháp thì chúng ta cần phải tránh xa, chớ nên theo. Thậm chí có phái ngoại đạo tuyên bố là có phương pháp tu hành thành Phật ngay trong đời này thì quý vị cũng chớ nên học theo. Chúng ta chỉ nên y chiếu giáo pháp của Đức Phật để tu hành, chứ đừng chạy theo những kẻ tu ngưu cầu giới, bắt chước lối sống của loài trâu, loài chó. Do đâu mà nảy sinh hiện tượng ngưu cầu giới? Hàng ngoại đạo thực hành khổ hạnh, tự hành hạ thân xác, làm những việc rất khổ cực, và cũng có người được mở thiên nhãn. Sau khi có thiên nhãn, họ tình cờ trông thấy có một con chó được thác sanh lên cõi trời. Thế là họ kết luận ngay rằng loài chó đã được thăng thiên. Vậy nếu họ học theo loài chó thì họ cũng sẽ được thăng thiên như thế. Cho nên họ bèn trì cẩu giới, bắt chước sống theo loài chó. Lại có những kẻ ngoại đạo khác cũng được thiên nhãn thông, thì trông thấy một con trâu sau khi chết được sanh lên cõi trời. Cho nên họ bèn học theo cách của loài trâu, trì giữ ngưu giới. Những kẻ ngoại đạo này vì không có trí huệ cho nên tu khó nhọc, tu tập nhiều loại khổ hạnh nhưng đều không được ích lợi gì cả. Do đó nói vô ích khổ hạnh đương diễn ly. Như thị hành giả khả độ thế. Người hành đạo cần phải như vậy, thủ khẩu nhiếp ý trì giới, không não loạn chúng sanh, không hành sát một cách vô ích thì mới có thể cứu đời và giáo hóa chúng sanh. Tinh tấn thực ra vốn không hiện hữu. Sở dĩ nói có tinh tấn chẳng qua là để nói pháp với phàm phu chúng ta mà thôi, chứ căn bản thì không có cái gọi là tinh tấn. Do đó có thể nói rằng cả sáu độ trong lục độ đều là tinh tấn, mà đồng thời cũng đều không phải là tinh tấn. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục là thuộc về sự tinh tấn của thân. Còn thiền định, bát nhã tức là trí huệ
là thuộc về sự tinh tấn của tâm. Như vậy, tinh tấn hoàn toàn không hiện hữu vì nó đã hợp nhất với năm đồ kia và được biến thành sự tinh tấn của năm đồ khác. Thí dụ, quý vị chăm chỉ tu hành bố thí thì đó là sự tinh tấn của bố thí. Quý vị nghiêm trì giới luật thì đó là sự tinh tấn của trì giới. Quý vị kiên trì nhẫn nhục chịu đựng thì là sự tinh tấn của nhẫn nhục. Nếu quý vị chuyên cần tinh tấn thêm nữa thì là sự tinh tấn của tinh tấn, tức là bản thân của tinh tấn đang tinh tấn nỗ lực. Lại nữa, nếu quý vị siêng năng tọa thiền, không nghỉ ngơi, chẳng nề mệt mỏi, thì đó là sự tinh tấn của thiền định. Quý vị chuyên cần tu tập trí huệ bát nhã, thì đó là sự tinh tấn của trí huệ. Quý vị học tập pháp môn bát nhã, thì đó là sự tinh tấn của bát nhã. Cho nên, tinh tấn tự nó vốn không hiện hữu, bởi nó được biến thành một thứ lao nhi vô công, là tuy nhọc nhằn mà chẳng nên công trạng gì. Do đó quý vị không nên chấp trước rằng mình có tinh tấn, vì như thế mới gọi là thật sự tinh tấn. Nếu quý vị cứ cố chấp khăng khăng cho rằng mình tinh tấn như thế này như thế nọ, rằng sự tinh tấn của mình là vô lượng vô biên, rằng mình rất tinh tấn tu học lục độ ba la mật, thì kể như quý vị chẳng tinh tấn gì hết. Bởi vì quý vị đang ở trạng thái tâm chấp trước tinh tấn làm trở ngại, khiến cho quý vị không được thật sự tinh tấn. Một khi thật sự hiểu rõ Phật Pháp, quý vị sẽ thấy rằng tất cả vốn không hiện hữu. Lúc chưa thấu triệt, quý vị còn thấy có cái gọi là tinh tấn, nhưng đến lúc hiểu rõ rồi thì sẽ không thấy có nó nữa. Nghe nói như thế thì có người sẽ bảo: hiện tại tôi không thấy có gì cả, vậy tôi chẳng cần phải tinh tấn. Đành rằng quý vị không tinh tấn thì tinh tấn cũng chẳng hiện hữu. Nhưng ở đây vẫn có điểm khác biệt, đó là nếu quý vị thực sự hiểu Phật Pháp thì sự tinh tấn thực sự cũng không hiện hữu. Vì sao? Bởi vì bây giờ quý vị không còn chấp trước nữa. Còn nếu quý vị không hiểu Phật Pháp, vẫn còn một mực chấp trước ở sự tinh tấn của mình, thì đó không thể kể là tinh tấn được. Chính vì quý vị thật sự không hiểu Phật Pháp, hoàn toàn không biết thế nào là tinh tấn, cho nên càng không thể nói là mình tinh tấn. Về Phật Pháp, bởi quý vị chưa hiểu nên không biết, chứ khi hiểu được rồi thì còn cần phải buông bỏ luôn cả Phật Pháp nữa. Bằng không, tức là quý vị vẫn còn chưa hiểu Phật Pháp. Chúng ta phải lìa bỏ tất cả các tướng, chớ nên chấp trước vào bất cứ một cái gì. Bởi hễ còn có chỗ chấp trước, bám víu, tức là chưa hiểu Phật Pháp vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.